Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 10 âm lịch, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn nhé. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Thìn. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch, bạn tuổi thìn, cái vận trình của bạn hung cát song hành, kiên trì vượt khó. Và theo tử vi tháng 10 đối với bạn tuổi thìn, vận trình, hung cát song hành, đòi hội với bà tử thìn, bạn phải thật sự vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua được mọi sóng gió. Nhiều biến động bất lợi sẽ đến khiến cho những chú rồng cảm thấy rõ cái sự lao đao và bấp bênh cho cái vận trình của mình. Điển hình là tình hình công việc của bà tử thìn không được lý tưởng do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy gây ra cho bạn nhé. Ngoài những cái khó khăn mang tính khách quan như là biến động của thị trường, thị hiếu khách hàng, bản mệnh tuổi thìn còn phải đối mặt với những cái mâu thuẫn lục đục nội bộ nữa. Cái cảm giác vừa trống thủ trong vừa phải lo giặc ngoài là vô cùng mệt mỏi với bạn. Thương quan cản trở cái điều này khiến cho bản mệnh tuổi thìn khó có thể thực hiện được những cái kế hoạch của mình. Những cái khó khăn không ngừng nảy sinh ngoài dự kín và khiến cho bạn tử thìn cảm thấy rất chi là vất vả để xoay sở Bù lại, với bạn tử thìn trong tháng 10 âm lịch này, bạn lại đang gặp được các tinh xôi chiếu. Cái điều này mang đến cho bạn mệnh tử thìn một cái vận trình về tài lộc rất đáng mơ ước. Người theo đuổi nghiệp kinh doanh, buôn bán sẽ được lợi hơn cả khi về tài vận trong tháng cũng khá chi là sáng với bạn, có thu hoạch nhất định có làm ắt có ăn, không phải suy nghĩ quá nhiều bạn tuổi thìn nhé. Thời điểm đầu tư sinh lời lớn và bạn tuổi thìn, bạn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thêm thu nhập cho mình. Đôi lúc một chút mạo hiểm sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi nhuận đến bất ngờ đó bạn tuổi thìn nhé. Và tháng này đối với bạn tuổi thìn, cái chuyện tình cảm của bạn không có nhiều biến động, gia đạo được bình an, đời sống hôn nhân cũng khá chỉ là hài hòa, nhưng với bạn tử thìn bạn đang có nhiều cái dấu hiệu nhạt nhòa vì cả hai quá bận rộn với công việc dự định cá nhân nữa nhá và bạn tử thìn bạn đừng để cho cái khoảng cách cứ vô tình lớn dần lên như vậy hai bạn cần phải dành thời gian để hâm nóng lại tình cảm càng sớm càng tốt còn về cái phương diện sức khỏe của bạn tử thìn trong tháng 10 âm lịch này sức khỏe của bạn cũng đang có cái dấu hiệu bị giảm sút đáng kể, chủ yếu là do áp lực về tinh thần khiến cho bạn mệnh tuổi thìn thường xuyên gặp phải cái tình trạng đau đầu, căng thẳng, sợ chết, ăn uống kiếm ngôn, có thể bị sụt cân đối với bạn tuổi thìn nhé. Và bạn tuổi thìn, bạn nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc là người nhà, bạn bè để được giải tỏa tâm lý bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi thìn tháng 10 âm lịch năm 2020 về phương diện sự nghiệp. Cái vận trình của bạn tuổi thìn về phương diện sự nghiệp trong tháng 10 này cho thấy tháng này không được lý tưởng như mong muốn bởi bạn mệnh do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy gây nên. Ở cái thời điểm mọi thứ khá chỉ là bấp bênh như vậy, đòi hỏi với bạn tuổi thìn phải thật sự vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua được mọi sóng gió nhiều biến động bất lợi xảy đến khiến cho bạn tử thìn không khỏi lao đao một phiên điển hình là tình hình công việc của bạn không được lý tưởng điểm báo tử vi cho thấy nội bộ ở nơi làm việc của bạn cũng đang có cái sự xảy ra mâu thuẫn tranh quyền đoạt vị được. tuy không xung đột trong tập thể ảnh hưởng trực tiếp tới bạn tuổi thìn nhưng cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi thìn cũng cảm thấy bất an hoặc là chán trường, muốn thay đổi cái môi trường làm việc mới nữa rồi. Đúng. Lại thêm vào đó, trong tháng bạn đang gặp có thương quan cản trở. Cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi thìn khó có thể thực hiện được những cái kế hoạch của mình, những cái khó khăn không ngừng nảy sinh ngoài cái dự kiến của bạn và khiến cho bạn tuổi thìn phải vất vả xoay sở đoạn dù những ý tưởng mới mẻ và độc đáo có cái sự quyết tâm cao ở bạn tử thìn nhưng vẫn chưa biết cách để lên kế hoạch cụ thể chưa có được cái sự trao chút cần có thiếu cái sự chuẩn bị kỹ càng nên tới phút cuối dễ dàng trượt khỏi cái kế hoạch không đạt được đến cái mục tiêu đề ra trước đó với bạn Tử thìn nhé và bạn tuổi thìn cái vận trình của bạn trong những lúc trong các tàng hung thế này, trong thuận lợi có nghịch hư, vậy bạn tử thìn, bạn càng không được chủ quan, cẩn thận không bao giờ là thừa nhé. Bạn tử thìn, bạn phải luôn nhớ rằng hành sự lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ cái quyết định gì, tránh nóng vội, kẹo lạ hỏng sự việc đoạn. Tuy nhiên, á, với bạn tuổi thìn, bạn cũng đừng quá lo lắng bởi trong tháng này bạn vẫn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của cả cát tinh và giải thần nên vẫn có thể xoay chuyển được tình thế. Chỉ cần bạn kiên nhẫn hơn nữa, hạ quyết tâm cao độ, biến trợ lực thành động lực để phấn đấu vươn lên bất chấp nghịch cảnh thì chắc chắn sẽ đạt được thành quả mỹ mãn như mong đợi bạn tuổi thìn nhé. Xét về năng lực có thể bạn vận còn nhiều hạn chế ở nhiều mặt nhưng xét về góc độ kiên trì, cố gắng thì bạn không thu kiếm bất cứ ai chính cái điều đó giúp cho bạn mệnh tuổi thìn có được thành công như ngày hôm nay và bạn đừng có bỏ qua cái ưu thế sẵn có của, của bản thân mình, bạn tuổi thìn nhé. Ngoài ra với bạn tuổi thìn bạn cũng cần phải giữ cái thái độ khiêm nhường kẻo lại bị kẻ tiểu nhân đố kỵ tìm cách hãm hại ngăn cản bức đường thăng tín của bạn. Đoạn. Từ vi tháng 10 năm 2020, âm lịch của bạn tuổi thìn về phương diện tài lộc. Cái điệp sáng của bạn tuổi thìn trong tháng 10 âm lịch này là tài giàu lộc của bạn rất chi là tốt. Trong tháng, cả chính tài và thứ tài đều vượng, rất có lợi cho đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp nhờ được hưởng cát khí từ các sao này. Được các thần này sẽ mang đến cho bản mệnh tuổi thìn một cái vận trình rất đáng mơ ước. Người thiêu nghiệp kinh doanh, buôn bán sẽ được lợi hơn cả khi tài vận trong tháng khá chi là sáng với bạn. Có thu hoạch nhất định, có làm ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều nhé. Thời điểm đầu tư sinh lời lớn. Với bạn tuổi thìn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thêm thu nhập cho mình, đôi lúc một chút mạo hiểm sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi nhuận đến bất ngờ nữa đoạn. Và bạn tuổi thìn, nếu như bạn đang ấp ủ những cái dự định hay là cái kế hoạch nào đó thì bạn mệnh nên tận dụng cái thời cơ tốt thế này để triển khai. Bước đầu chưa ai dám khẳng định sẽ thành công nhưng chưa làm thì không thể biết được kết quả ra sao bạn tuổi thìn nhá Tuy nhiên, không thể quá chủ quan bởi bạn đang có họa hiểm nguyệt lệnh lâm suy ở tàng có thể khiến cho tài vận của bản mệnh tuổi thìn bất cứ lúc nào cũng ở trạng thái tranh vanh luận lúc được thì được khá nhiều nhưng khi mất cũng rất dễ mất trắng tay nhất là những ai đang nắm giữ trong tay cái hạng mục kinh doanh đầu tư mang tính mạo hiểm cao nhé ngoài ra một vài cái nguồn thu nhập phụ bị sụt giảm dù bản mệnh đang có dấu hiệu bị ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Cái điều này khiến cho hiệu quả thu lại với bạn không cao, thu nhập không tăng mà áp lực tinh thần ngày càng nặng nề hơn với bạn. Và bạn tuổi thìn, bạn nên chú ý điều chỉnh kịp thời để duy trì cái nguồn tài chính ổn định cho mình nhé. Quan sát phi tinh trong tháng 10 âm lịch này cho chúng ta thấy là bát bạch tài tinh bay vào trung cung ở khu vực giữa ngôi nhà văn phòng khu vực này rất cần bố trí phong thủy hợp lý để thúc vượng về tài lộc cho bạn nhé đối với bạn tuổi thìn có thể bài trí quả cầu tròn phong thủy thạch anh màu đỏ hoặc là màu hồng ở vị trí tông trung tâm phòng khách ngôi nhà hay là bàn làm việc vật phẩm này có tác dụng hút tài khí giúp công việc kinh doanh buôn bán với bạn càng trở nên thuận lợi. Từ vi tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện tình duyên của bạn tuổi thìn. Trong tháng đinh hợi này đối với bạn tuổi thìn, cái chuyện tình cảm của bạn không có nhiều biến động rõ ràng cho lắm. Đối với những bạn đang còn độc thân thì sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý, tình cảm đơn phương trong vô vọng khiến cho bạn Thủ Thìn càng ngày càng chán nản và mệt mỏi nữa đoạn. Với các cặp đôi nhìn chung gia đạo bình an, đời sống hôn nhân khá chỉ là hài hòa, đôi lúc vợ chồng cũng không thể tránh khỏi cái sự mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là những cái chuyện thường nhật chứ không có cái vấn đề gì to tát cả nhá. Ngoài ra, cái mối quan hệ giữa cả hai bạn có nhiều cái dấu hiệu nhạt nhòa vì hai bạn quá bận với công việc dự định cá nhân và bạn tự thìn bạn đừng có để cho cái khoảng cách cứ vô tình lớn dần lên như vậy hai bạn cần phải dành thời gian để hâm nóng lại tình cảm càng ngày càng sớm càng tốt nhé may mắn là các thần giải thần có thể hóa giải được bất những cái khúc mắc mâu thuẫn trong cái mối quan hệ của hai người trong tháng đoạn Từ vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của bạn tuổi Thìn về phương diện sức khỏe. Nguyệt lệnh Lâm Suy cho thấy tình hình sức khỏe của bạn mệnh tuổi Thìn trong tháng này đang có dấu hiệu giảm sút đáng kể, chủ yếu là áp lực về tinh thần khiến cho bạn mệnh tuổi thìn thường xuyên gặp phải cái tình trạng đau đầu, căng thẳng, sợ chuyết, ăn uống kiếm nguồn, có thể bị sụt cân. Và bạn tuổi thìn, bạn nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc là người nhà của mình hay là bạn bè để được giải tỏa bất tâm lý nhé. Ngoài ra, trong tháng khi di chuyển trên bộ trên lộ trình xa thì bạn tử thìn, bạn mệnh cũng cần phải chú ý tới cái vấn đề an toàn giao thông, ảnh hưởng của những tác động xung quanh có thể khiến cho bạn gặp tai nạn bất ngờ dù bản thân đã chủ động đề phòng đó bạn tử thìn nhé. Có thể theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp với bạn tử thìn để chủ động nắm bắt được cái vận trình hung cát để đề phòng cái việc bất trắc có thể xảy ra với mình. Đó về ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng 10 âm lịch này đối với bạn tuổi thìn Tử vi tuổi canh thìn, kim 16, nam kế đô, nữ thái dương, 76, nam thái bạch, nữ thái âm, nam mạng hai tuổi lớn nhỏ trong tháng tốt. Nhưng vận xấu, không nên mưu cầu việc to lớn, vượt quá tầm tay, ia tương lai sẽ gặp ưu phiền, hạn xấu, nên đề phòng tiểu nhân tranh phản, về tiền bạc, gặp trở ngại, tình cảm thì lại được an vui. Nữ mạng 2 tuổi nếu gặp tai tiếng, tránh cãi cọ, công việc đang hanh thông, vui vẻ, tiền bạc vui vẻ, cẩn thận trong di chuyển, tránh đi xa nhé. Về tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc 28, Nam La Hầu, nữ kế đô, vận xấu nhưng tháng tốt, có chuyển biến trong mưu sự, Nam Mạng nên thận trọng, chớ manh động nếu không về hậu sự sẽ tán tài nên thiêu nghiệp cũ hay là những cái việc nhỏ mà làm đề phòng về giao tiếp tránh đề cao tự mãn mà mang tai tiếng yêu phiền nữ mạng tháng này có chuyện biến trong mưu sự và đang thiêu cái chiều hướng tốt đẹp công việc và tiền bạc được hanh thông nhiều may mắn đã hết lo lắng và yêu phiền rồi và nên đi xa thì tốt cho công việc nhé về tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ 40 Nam Thái Bạch nữ Thái Âm trong tháng này có chuyện biến về kích hung công việc có nhiều hướng tốt đẹp dần lên nhưng đề phòng về tiền bạc vì có tiểu nhân tranh phản tình cảm gia đạo thì được an vui còn trong hạn xấu do Thái Bạch mà nên mưu sự chớ manh động mà sẽ không thu hoạch lại gặp tán tài nữ mạng công việc và tài lộc đã thực sự tốt đẹp của quý nhân phù trợ nhưng nên cẩn trọng trong công việc tránh tranh cãi tình cảm gia đạo được an vui về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa 52 nam kế đô nữ thái dương trong tháng này quản khắc kỵ và vận xấu sẽ có biến động về kết hôn trong chiều hướng nhiều lo lắng yêu phường phiền nên quản gặp khó khăn trong công việc và tiền bạc tình cảm gia đạo yêu phiền. Nữ mạng tuy có âm phủ dương trợ nhưng tháng 6 sẽ không qua thời vận nên ráng giữ gìn cho qua hết năm chớ manh động đầu tư cứ làm việc nhỏ việc cũ mà thu hoạch được kết quả như ý không nên đi xa nhé. Về tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy 64. Nam la hầu, nữ kế đô, nam mạng trong tháng này còn xấu, có biến động về kích hung trong chiều hướng, may rủi có nhiều, nên về công việc và tài lộc không được như ý, còn gặp trắc trở và bế tắc, chưa hanh thông, tình cảm gia đạo có yêu phiền, nữ mạng còn trong vận xấu, tránh manh động đầu tư hay là tin người mà hao tài tuy có quý nhân phù trợ nhưng tài lộc và công việc sẽ không được như ý mọi sự quằn gặp bế tắc nhé về cẩm nang vượng vận cho bạn tuổi thìn trong tháng 10 âm lịch này về tuổi nhâm thìn thuộc thủy nam vân hán nữ la hầu khẩu khuyết vận trình hung cát song hành cần phải vững tâm mới có thể vượt qua được sóng gió quý nhân tuổi ngọ tuổi dậu, tiểu nhân, tuổi sửu, tuổi mão, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. 2. Tuổi giáp thìn, thuộc hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức, khẩu khuyết, vẫn có thể xoay chuyển tình thế nếu như kiên nhẫn hơn, hạ quyết tâm cao đỏ, biến trở lực thành động lực. Quý nhân, tuổi mão, tuổi dậu, tiểu nhân, tuổi thìn, tuổi xỉu, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xám ba tuổi bính thìn thuộc thổ nam mộc đức nữ thủy diệu về khẩu khuyết tài lộc khởi sắc việc kinh doanh được hanh thông thu về nguồn lợi đáng kể quý nhân tuổi giàu tuổi hợi tiểu nhân tuổi tuất tuổi tỵ màu sắc may mắn màu trắng màu đỏ bốn tuổi mậu thìn thuộc mộc nam vân hán nữ la hầu khẩu khuyết tình cảm không có nhiều biến động chú ý hâm nóng mối quan hệ kịp thời. Quý nhân, tuổi tí, tuổi tuất, tiểu nhân, tuổi hợi, tuổi mão, màu sắc may mắn, màu tím, màu vàng. Năm, tuổi canh thìn, thuộc kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức, khẩu khuyết, áp lực tinh thần khiến cho sức khỏe bị giảm sút. Chú ý nghỉ ngơi và sinh hoạt điều độ. Quý nhân, tuổi hợi, tuổi thìn, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi tuất. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu xanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Chúc các bạn vui vẻ, nhiều may mắn và thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.